Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bông hồng vàng đầy gai độc đâm vào mặt phe tổng. Tờ báo Nhân dân là tờ báo hàng đầu của nền báo chí cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam. Những tin tức chính trị do tờ báo này đăng như là một bệnh lệnh buộc các tờ báo khác cũng phải đăng theo. Có thể nói, dù tờ báo ế nhất trên thị trường nhưng lại có quyền được nhất. Ai cũng biết tờ báo này là ông vua dối trá và chính nó đã đưa ra rất nhiều bài viết mang tính chất bịa đặt tạo nên bộ mặt giả tạo của chế độ. Báo Nhân dân từng ca ngợi Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bông hồng vàng. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2014, tờ Báo Nhân dân đã đăng một bài viết với tựa đề Bông hồng vàng thời mở cửa. Tờ báo này ca ngợi người mà nay nhắc tên ai cũng biết đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhân vật đang bị tô lâm săn lùng nhưng lại dám vờn ông Tô Lâm như vờn chuột vồn mèo vậy. Trong bài viết tờ báo Nhân dân đã ca tụng bà Nhan bằng những lời lẽ như sau: Vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt luôn như cười, khó ai có thể hình dung người đàn bà trông hết sức trẻ trung, khiêm nhường lại là đầu tàu trụ cột của một tập đoàn hàng nghìn cán bộ nhân viên, doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm vẫn vượt 200% trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước đang đẩy dậy khó khăn. Thế nhưng, tiếp thúc xúc làm quen thấu hiểu hơn công việc của chị, sự ngạc nhiên về viện sĩ tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC càng tăng lên gấp bội. Một bài báo viết với ngôn từ sặc mùi tuyên truyền như những bài báo viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh hay những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khác. Họ viết mà không thèm điều tra cho nên mới bị hớ đến như vậy. Thực chất bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào thì nay ai cũng đã rõ. Bà là trùm trúng thầu bởi bà đi đến đâu bà lại giải tiền từ cấp bí thư tỉnh cho đến quan chức cấp cơ sở. Cả bộ máy ăn ngập mặt và sau đó bị bà Nhàn sai khiến như đẩy tớ. Ngày đó bà Nguyễn Địa Thanh Nhàn được tuyên báo nhân dân một tờ báo mà ngay cả cơ quan chức đứng đầu tỉnh muốn xuất hiện ở đó cũng không được. Ngày đó, tức là năm 2014, ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh và đang chuẩn bị bàn giao để về Trung ương nhận chức phó ban tổ chức Trung ương. Được biết, Quảng Ninh là tỉnh đã giúp cho bà Nhàn trúng thầu bệnh viện Sản Nhi. Báo chí nước ngoài đã chỉ đích danh ông Phạm Minh Chính là người nâng đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng báo chí trong nước thì vẫn êm rè bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là mục tiêu bắt giữ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra khi mà Bộ Chính trị đang xảy ra kịch chiến giữa các phe trong tứ trụ. Ở trong nước, báo chí phanh phui việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ bộ máy chính quyền của các tỉnh để mà thắng thầu. Thậm chí có tờ báo cho biết Bí thư tỉnh còn nhờ bà Nhàn xin nguồn vốn hỗ trợ từ tận trung ương. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của bà Nhàn là rất lớn. Bà có mối quan hệ quen biết khủng ở Trung ương nên mới có thể làm việc khó đến như vậy. Báo chí nước ngoài còn tung ra tin chấn động. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật môi giới giữa Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tức là Tổng cục 2, và, và cơ quan mật vụ Israel Mossad. Bà đóng vai trò môi giới trong các thương vụ buôn bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và các nhà thầu cung cấp vũ khí của Israel trị giá hợp đồng hàng tỷ đô la. Họ còn cho biết thêm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ đặc biệt với ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Việc nhúng tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào các thương vụ mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp cho phe ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mạnh lên trông thấy. Trong khi đó, phe ông Tổng Bí Thư và ông phe ông Thủ tướng đang cạnh tranh ảnh hưởng với nhau tại Bộ Quốc phòng. Việc bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến cán cân quyền lực trong tứ trụ, nhưng cho đến nay ông Tô Lâm chưa làm được điều đó. Ngày nay, phe ông Tổng Bí Thư đang xem bà Nguyễn Thanh Nhàn là như nhỏ một cái gai, chứ không còn là bông hồng nữa. Có lẽ đấy là gai hoa hồng gai này đang đâm vào phai ông Tổng Bí Thư một nhát không hề nhẹ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang làm cho cán cân quyền lực không thể dễ dàng ngả về phe tổng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn bông hồng vàng đầy gai độc đâm vào mặt phe tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Nhật Vượng đem tiền của nhà đầu tư đốt đi để mà mua danh hão cho đảng. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của tập đoàn Vingroup diễn ra vào sáng ngày 17, 17 tháng 5. Đây là kỳ họp mà ông Phạm Nhật Vượng phải trả lời những con số trong bản báo cáo Bạch nộp lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Theo đó, công ty sản xuất xe điện Vingroup đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế 4,7 tỷ đô la sau hơn 5 năm tham gia thị trường, đó là công ty VinFast. Năm nay, phiên họp cổ đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi VinFast, đơn vị thành viên phụ trách mảng công nghiệp của Vingroup, thông báo sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua một giao dịch sát nhập. Cuối tháng 4, Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng thông báo bơm tiếp 2,5 tỷ đô la cho VinFast, gồm khoản tài trợ 1,5 tỷ đô la, số còn lại VinFast vay trong 5 năm để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. VinFast nợ lỗ rất to và nợ cũng rất khủng. Có ý kiến chất vấn rằng tại sao VinGroup lại làm ô tô, sản xuất ô tô quá khó, chưa kể VinGroup bắt đầu làm ô tô với con số 0 to tướng ông vượng trả lời rằng lý do ban đầu của dự án này không xuất phát từ mục đích kinh doanh mà do muốn đóng góp cho xã hội nếu chỉ vì kiếm tiền ban lãnh đạo vingroup không dạy gì lao vào một lĩnh vực khó như sản xuất ô tô được biết bao nhiêu năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản việt nam thì các doanh nghiệp ở việt nam bị cho rằng là không làm nổi một con ốc vít cho samsung và thực sự thực việt nam làm gõ đốc gắn biển số xe máy còn không xong bởi con ốc này đã bị dỉ xét sau thời gian rất ngắn. Đấy là bản mặt của chế độ dưới sự kìm kẹp, triệt tiêu ốc sáng tạo đã làm cho nguồn chất xám của Việt Nam tệ hại đến như vậy. Những người có khả năng thì đi làm hãng nước ngoài hoặc đi ra ngoại quốc hết. Ông Vượng nói Vingroup quyết định làm VinFast với lòng yêu nước không hề toan tính. Khi chúng ta đã thành đạt thì phải có trách nhiệm đóng góp cho đất nước xây dựng một thương hiệu công nghệ cao đẳng cấp và có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế làm doanh nghiệp mà nói rằng không vì tiền là câu nói hết sức hổ đồ. Có vẻ như ông Phạm Nhật Vượng đã lạm dụng từ yêu nước. Thực ra ông Vượng yêu đảng thì đúng hơn. Việc lập ra công ty VinFast để chứng tỏ với thế giới là Việt Nam cũng sản xuất được ô tô, chỉ giúp chữa thẹn cho đảng Cộng sản. Còn hậu quả mang lại là xe không đạt chất lượng và khách hàng đã phải gánh chịu thiệt hại rất nhiều quảng cáo khác xa hàng hóa bán ra, dây giống như một trò lừa đảo. Có người đã hóa than cùng với chiếc xe, thật là thương tâm. Nguồn chất xám kém nên phải thuê quản lý, thuê chuyên gia nước ngoài với giá rất cao. Việc này dẫn đến giá thành sản phẩm của VinFast tăng lên, cao bằng thậm chí còn cao hơn cả những thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Hyundai vân vân. Nhưng chất lượng chỉ ngang bằng hàng Trung Quốc, thậm chí còn tệ hơn họ. Cho đến nay, VinFast đối mỗi đốt mỗi tháng là 157 triệu đô la Mỹ. Với cách làm kinh doanh như thế này, ông Phạm Nhật Vượng hoàn toàn không xác định được khi nào thì công ty VinFast sinh lợi. Cái giá để mua danh hão cho Đảng Cộng sản là quá lớn, phải đốt hàng trăm triệu đô la mỗi tháng, mà trong đó có không ít tiền là của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư đang góp vốn cho Vingroup cần sáng suốt trong lúc này mục đích của doanh nghiệp là để kiếm tiền về cho nhà đầu tư chứ không phải là đốt tiền của nhà đầu tư vào một lĩnh vực không có hy vọng gì, nhất là nó lại dùng để để đánh bóng cho đảng. Phạm Nhật Vượng đang mang tiền của nhà đầu tư đi phục vụ ai là câu hỏi được đặt ra. Ông ta đang phục vụ cho cái danh hảo của đảng nên không thể cứ để ông Vượng tiếp tục đốt tiền của nhà đầu tư như thế được. Ông Phạm Nhật Vượng không trả lời được bao giờ thì VinFast sẽ sinh lời. Thực ra, ông Vượng đầu tư vào VinFast là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn kiếm lời, là doanh nhân, thì mục đích số một là kiếm tiền. Ai nói không vì tiền là ngụy biện. Tuy nhiên, qua 5 năm, năm, ông Vượng đang bế tắc trong việc tìm lối thoát cho VinFast. Nên giờ đây, ông bám vào từ yêu nước để mà trả lời các câu hỏi khó của cổ đông. Cộng sản thường rất ma mãnh Họ đã cho VinGroup cơ hội lớn và mạnh lên mà giờ đây họ muốn VinFast phục vụ cho ý đồ ngông cuồng của họ. Lúc này là lúc cần tháo chạy vì nếu Vingroup không thỏa mãn được lòng tham của đảng Cộng sản thì Vingroup rất có thể sẽ bị ăn thịt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Phạm Nhật Vượng đem tiền của nhà đầu tư đốt để mua danh hảo cho đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thể báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.